Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, Andrew Carnegie từng là một trong ba vị tỷ phú giàu có nhất thế giới. Nhưng ít ai biết rằng ông vốn xuất thân từ tầng lớp bần cùng nhất của xã hội, bị sự nghèo đói bủa vây suốt thời thơ ấu. Từ một người nhập cư Scotland nghèo khó, Andrew Carnegie đã vươn tới đỉnh cao, trở thành một ông trùm thép tự chế, một trong những nhà tư bản nổi tiếng và vĩ đại nhất trong lịch sử ngành công nghiệp Mỹ. Và ông chính là một trong số ít những người giàu nhất nước Mỹ ở thế kỷ 19 nhờ kinh nghiệm quý giá được đúc kết qua 4 bài học để đời. Năm 2007, ông từng được tạp chí Fortune bình chọn là người giàu thứ 6 trong lịch sử xứ sở cờ hoa. Ông còn được biết đến như người giúp tạo ra nhiều triệu phú USD nhất. Mặc dù Andrew Carnegie được mệnh danh là ông vua ngành thép, nhưng trên thực tế, điều kỳ lạ chính là ông chẳng biết chút gì về việc sản xuất thép cả. Hàng ngàn người làm việc cho ông có kiến thức về thép hơn ông rất nhiều, nhưng ông vẫn thành công vượt trội và nhận được sự kính nể của không biết bao người. Vậy rốt cuộc, 4 bí quyết đã đưa ông đến ngôi vương của ngành này là gì? Chìa khóa để thay đổi vận mệnh của mỗi người được ông đúc kết như thế nào từ chính cuộc đời mình? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay sau đây các bạn nhé! Trước hết, các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công quay ngược lại thời gian để nhìn lại hành trình vượt khó đi lên trở thành vua sắt thép tại Mỹ của Andrew Carnegie nhé. Tỷ phú Andrew Carnegie sinh năm 1835 tại vùng Dunfermline, Scotland. Khi công việc kinh doanh của cha mình thất bại, Carnegie và gia đình trở nên nghèo khó tới mức hàng ngày họ phải đi ngủ sớm để quên đi cái đói khủng khiếp đang hành hạ. Do cuộc sống khá khó khăn, nên năm 1845, gia đình ông nhập cư sang Mỹ, vùng đất hứa của nhiều người châu Âu lúc bấy giờ nhằm thay đổi vận mệnh. Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Carnegie không được đến trường học do nhà nghèo. Thay vào đó, ông bắt đầu làm việc từ khá sớm. Trong quá trình làm việc, Carnegie sớm bộc lộ bản thân là người ham học, thông minh, sáng dạ khi học hỏi từ những người đi trước, người lớn tuổi hơn để có hiểu biết nhiều hơn. Andrew Carnegie vẫn luôn dành thời gian cho việc tự học. Ông rất thích đọc sách và chính điều này là khởi nguồn cho tài đối nhân xử thế của ông. Khi lớn lên, ông từng làm nhân viên điện báo và đường sắt ở Pittsburgh, sau đó đi lên từ công ty đường sắt Pennsylvania. Khi cuộc nội chiến tại Mỹ nổ ra, ông được yêu cầu phụ trách mạng đường sắt và điện báo của chính phủ. Được giao phụ trách công việc quan trọng này, ông đã làm một cách chăm chỉ và xuất sắc. Ông Carnegie đầu tư vào ngành đường sắt và thu về nguồn lợi nhuận lớn. Nối tiếp thành công, ông đầu tư vào ngành sản xuất sắt thép trước khi mở một công ty sản xuất sắt thép năm 1868. Kể từ khi thành lập, công ty sắt thép của Andrew Carnegie ngày càng ăn nên làm ra và giúp ông từng bước trở thành vua sắt thép của Mỹ. Sự nghiệp thành công, ông Carnegie nằm trong tay khối tài sản hàng tỷ USD. Ông trở thành người có thế lực và có nhiều ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau. Có một sự thật thú vị như thế này, dù được mệnh danh là vua thép, nhưng trên thực tế, Andrew Carnegie lại chẳng biết chút gì về lĩnh vực này. Chính vì thế, sự thành công của ông phần lớn phụ thuộc vào 4 bí quyết đỉnh cao. Đây cũng chính là 4 bài học lớn dành cho những ai đang khao khát sự giàu có và tạo ra thành tựu để đời. Bài học đầu tiên, bạn chỉ cần biết những gì cần phải biết. Hiểu được những điều cần phải biết cho công việc cũng quan trọng như hiểu những gì mà bạn không cần phải biết. Khi có điều kiện quay trở lại trường học, Andrew Carnegie đã chọn ngành học về bản tính con người. Trong cuốn tự truyện của mình, Carnegie lưu ý rằng, tôi không hiểu máy móc chạy bằng hơi nước, nhưng tôi cố gắng hiểu một cơ chế còn phức tạp hơn nhiều, đó chính là con người. Vì thế, với cương vị là cựu sinh viên học về bản tính của con người, Carnegie nổi tiếng với sự hiểu biết làm thế nào để kết hợp các nguồn nhân lực cần thiết nhằm tạo ra các sản phẩm tuyệt vời. Bằng việc khai thác và nhìn nhận tài năng của người khác, bạn có thể tham gia vào các cơ hội kinh doanh mà bạn chưa hẳn đã biết. Sự nghiệp của Carnegie là minh họa thuyết phục cho bài học về kỹ năng để thành công của doanh nhân. Đó là cần xác định những gì họ cần biết về công việc của mình và những gì họ không cần phải biết. Bài học thứ hai, chỉ sản xuất những gì tốt nhất. Phần lớn thành công của Carnegie đến từ khả năng vượt qua những công việc khó khăn và cống hiến toàn bộ năng lượng cho công việc của mình.
trong kinh doanh. Điều đó có nghĩa là bạn phải đảm bảo rằng những sản phẩm hay dịch vụ bạn làm đều tuyệt vời, khách hàng hài lòng và nhân viên vui vẻ phục vụ hiệu quả. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp đối phó với sự cạnh tranh cũng như giúp bạn mở rộng quy mô và khai thác các cơ hội. Khi bạn tự hào về công việc của mình, bạn sẽ càng làm việc hiệu quả hơn. Carnegie luôn nỗ lực để tạo ra sự minh bạch trong quản lý của tất cả các nhà máy công nghiệp của ông. Ông giữ chúng thật trật tự, sạch sẽ và luôn chào đón thanh tra chính phủ. Bài học thứ 3: tập trung vào chỉ một thứ. Từ cuốn tiểu sử của Andrew Carnegie, thêm một bài học thành công nữa vô cùng thấm thía mà ai cũng phải gật gù. Ông nói: "Tôi tin rằng con đường đúng để đạt được thành công xuất sắc ở bất kể ngành nào là trở thành người thông thạo trong ngành đó. Tôi không tin vào việc phung phí nguồn lực vào quá nhiều thứ. Và theo kinh nghiệm, tôi hiếm khi, nếu không nói là chưa bao giờ, gặp một người đàn ông thành công xuất sắc trong việc kiếm tiền mà lại quan tâm đến quá nhiều thứ. Còn đối với bản thân tôi, quyết định của tôi đã được đưa ra từ sớm. Tôi tập trung vào sản xuất thép và sẽ trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này. Nếu năng lượng của bạn bị phân tán, bạn sẽ khó có thể cạnh tranh với những người khác đang tập trung." Bên cạnh đó, Carnegie còn gợi ý nơi mà bạn nên đầu tư. "Lời khuyên của tôi dành cho những thanh thiếu niên là không chỉ dành thời gian và quan tâm chỉ một việc, mà nên bỏ vốn của mình vào đó." Bài học thứ 4: hãy thành thật quan tâm đến người khác. Carnegie viết trong cuốn tự truyện của mình rằng: "Tôi tin rằng cách phòng ngừa tranh cãi tốt nhất là công nhận khả năng và dành sự quan tâm chân thành đến người khác cũng như vui mừng trong sự thành công của họ. Không có hành động tốt nào lại bị cho là vô ích. Ngay cả đến giờ này, tôi thỉnh thoảng gặp những người đàn ông mà tôi đã quên và họ nhắc lại những sự quan tâm nho nhỏ mà tôi đã dành cho họ." Ngoài việc xây dựng một tình bạn với các đối tác để thúc đẩy các mối quan hệ làm ăn, Carnegie cũng rất chú trọng cho các mối quan hệ với nhân viên của mình. Nhiều trong số các cuộc đình công của nhân viên đã được ông xoa dịu thông qua các buổi gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe những khiếu nại của họ. Carnegie luôn tìm kiếm những mối quan hệ tốt với các nhân viên và thường thưởng cho nhân viên thứ mà họ muốn khi họ hoàn thành tốt công việc. Ông thậm chí không bao giờ kiệm lời khen ngợi với nhân viên của mình và tự tin khẳng định nhớ hết tên của họ. Điều mà ít ông chủ nào có thể làm được. Việc ông nhớ tên họ để cho thấy rằng giữa ông và họ chẳng có mối quan hệ ràng buộc giữa cấp trên và cấp dưới, mà chỉ là cùng nhau vì mục tiêu kiếm tiền mà thôi. Nhờ nắm được bí quyết thành công nơi công sở này mà Andrew Carnegie nhận được sự ủng hộ của toàn thể nhân viên và luôn coi trọng ông như một người bạn, một người đồng nghiệp, một người cùng khởi nghiệp. Chẳng thế mà trên bia mộ của ông, khi ông qua đời, người ta đã khắc trên đó dòng chữ: "Nơi đây yên nghỉ của một con người bình thường biết tập hợp những người có tài năng vượt qua bản thân để thành lập một tổ chức cấp dưới lớn mạnh." Như khẳng định cho việc Andrew Carnegie và những người đồng nghiệp của mình như cùng chung chiến tuyến, cùng một mặt trận. Chính bởi tất cả những điều đó mà sự quan tâm, đối xử tốt với người khác là một trong những bí quyết thành công của tỷ phú Carnegie. Nhận thấy người lao động là lực lượng quan trọng giúp công ty thành công, nên ông luôn gây dựng một quan hệ tốt với nhân viên và có phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của họ. Từ đó, nhân viên tiếp tục đóng góp và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Chung quy lại, để có thể lên được đến đỉnh vinh quang, Andrew Carnegie chỉ cần áp dụng một công thức duy nhất: ham học hỏi cộng năng khiếu kinh doanh cộng sự tử tế. Để trở thành một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực, Andrew Carnegie là người ham học hỏi. Ông là người thông minh, rất ham học ngay cả khi không có điều kiện đến trường học. Vì vậy, nhiều kiến thức và hiểu biết mà ông có được đều do ông tự học và tự đọc qua sách vở. Ông cũng học hỏi những người lớn tuổi hơn, hiểu biết nhiều hơn. Thông qua việc tự học, Andrew Carnegie đã biết làm kế toán kép và phân tích tình hình tài chính và kinh doanh thông qua những con số kế toán. Một trong những nhân tố giúp tỷ phú Andrew Carnegie thành công trong sự nghiệp là nhờ năng khiếu kinh doanh. Khi trong tay không có 600 USD để mua cổ phiếu công ty đường sắt, Carnegie đã không ngần ngại vay mượn tiền để mua chúng và liên tục theo dõi biến động thị trường cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu tăng,
Carnegie bán lại chúng và thu về số tiền lên đến hàng chục nghìn USD. Tỷ phú Carnegie cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi từ số vốn 2 triệu đầu tư vào ngành đường sắt. Nhưng chỉ sau hơn một năm, ông đã thu về hàng chục triệu USD. Theo tỷ phú Carnegie, để chạm đến thành công, phải đảm bảo rằng những sản phẩm hay dịch vụ làm ra đều là những thứ tốt nhất. Với sản phẩm tốt, khách hàng hài lòng và nhân viên vui vẻ phục vụ hiệu quả hơn. Ông Carnegie luôn nỗ lực để tạo ra sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý của tất cả các nhà máy công nghiệp. Mặc dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng tỷ phú Andrew Carnegie không chọn lối sống xa hoa, lãng phí. Thay vào đó, ông sống một cuộc đời đầy ý nghĩa khi dành phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. Theo ước tính, ông Carnegie đã đóng góp 60 triệu USD cho gần 3.000 thư viện, 78 triệu USD cho giáo dục, tặng các giáo đường 7.000 đàn piano. Là một người yêu sách, ham đọc sách từ nhỏ, nên ông rất trân trọng các thư viện. Vì vậy, khi trở thành người thành đạt, ông đã quyền tặng những số tiền lớn để xây dựng thư viện ở nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada, Australia, để mọi người có thể đọc sách, tiếp cận tri thức và tăng hiểu biết. Tỷ phú Carnegie còn quyên góp khoảng 5 triệu USD cho thư viện công cộng New York, giúp thư viện này mở thêm một số chi nhánh năm 1901. Ông cũng dành khá nhiều thời gian để giúp đỡ người khác. Đặc biệt, tỷ phú Carnegie luôn tâm niệm chết trong tiền bạc, giàu có là một cái chết vô nghĩa. Chính vì vậy, ông đã dành 18 năm của cuộc đời cho các hoạt động từ thiện ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, nghệ thuật và hòa bình thế giới. Những nghĩa cử cao đẹp của ông đã trở thành tượng đài bất hủ trong trái tim hàng triệu người. Có thể nói, từ một cậu bé nghèo không một xu dính túi, Andrew Carnegie trở thành một tỷ phú và tạo ra rất nhiều triệu phú khác trong ngành công nghiệp của mình. Ông thừa nhận mình không giỏi chuyên môn, nhưng có nhiều tài chinh phục lòng nhân. Những kinh nghiệm của ông đã trở thành những bài học kinh điển cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay, những bí kíp thành công của ông đã được Bí Quyết Thành Công bật mí toàn bộ với các bạn rồi. Đừng chần chờ nữa mà hãy bắt đầu áp dụng ngay từ hôm nay để có thể sớm ngày chinh phục được đỉnh cao mà bạn mong đợi nhé. Chúc các bạn thành công và có cuộc đời như ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.